Hôm nay, hơn 17.200 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới kiểm tra công tác tổ chức thi tại huyện Kim Động. 5 giờ 30 phút, tại trường trung học phổ thông Kim Động, lực lượng chức năng và học sinh tình nguyện đã có mặt, hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng đón những thí sinh đầu tiên tới điểm thi. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại điểm thi trường trung học phổ thông Kim Động. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra trong điều kiện bình thường mới, thế nên cả phụ huynh và học sinh đều không cảm thấy lo lắng, thấp thỏm về diễn biến dịch như năm ngoái. Mặc dù vậy thì nhà trường cũng đã bố trí lực lượng học sinh tình nguyện, hỗ trợ thí sinh những biện pháp phòng chống dịch như là đeo khẩu trang, khử khuẩn, đồng thời nhắc nhở các em không được mang những vật dụng không cần thiết vào trong khu vực phòng thi. Trong buổi thi đầu tiên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Kim Động và Trung học phổ thông Nghĩa Dân. Đồng chí cùng đoàn công tác yêu cầu các điểm thi tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phòng dịch và quy chế thi trong các buổi thi tiếp theo. Cán bộ làm nhiệm vụ thi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối, nghiêm túc, không để xảy ra bất cứ sai sót nào trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Đồng chí cũng lưu ý, các điểm thi phải bố trí lực lượng dự phòng, ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đồng thời đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi. Sáng nay, các thí sinh dự thi môn ngữ văn với hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Buổi chiều, các thí sinh dự thi môn toán, hình thức trắc nghiệm thời gian thi là 90 phút. Đề thi được các giáo viên và thí sinh nhận xét bám sát chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục Đào tạo, vừa sức đối với học sinh trung bình nhưng vẫn đảm bảo tính phân luồng, các phần câu hỏi tập trung vào kiến thức cơ bản. Em đề toán hôm nay cũng vừa sức với em, nó cũng có một chút khó ở mấy câu cuối, hầu như là làm hết vào trong lớp 9 ấy. Không có kiến thức ngoài lề mấy. Mặc dù bài văn của em ô không trúng tủ nhưng mà em vẫn làm được. Em đang khá là vui vì không môn nào dưới trung bình ấy. Kiến thức có làm trong sách giáo khoa ạ. Tất cả là em làm được bài nhanh ạ. Em nghĩ chắc là 7 điểm. Đề thi môn văn của tỉnh Hưng Yên sáng nay là tôi thấy rằng là cái cấu trúc đề rất là phù hợp, đảm bảo với các cái cấp độ nhận biết của học sinh, từ nhận biết này, thông hiểu đến vận dụng thấp và vận dụng cao. Các cháu phát triển được cái phẩm chất đó là tính chăm chỉ, cái tinh thần tự giác, tự học và cái tình yêu nước. Tôi cũng thấy là đề hơi dài, mỗi một ý của một phần đọc hiểu là đều hỏi một cái đơn vị kiến thức tiếng Việt. Đấy, chính vì vậy cho nên là nhiều khi có nhiều cháu là nó cũng bối rối trong cái việc giải quyết phần đọc hiểu. Trong ngày thi đầu tiên, không có thí sinh hay giám thị vi phạm quy chế thi. Cả hai buổi thi diễn ra an toàn, đúng quy chế và quy định về phòng chống dịch bệnh. Toàn tỉnh có 167 thí sinh vắng thi môn văn, 172 thí sinh vắng thi môn toán, không có thí sinh bỏ thi do ảnh hưởng của dịch. Sáng mai, 9 tháng 6, các thí sinh tiếp tục làm bài thi tổng hợp với hình thức trắc nghiệm. Buổi chiều, thí sinh đăng ký dự thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên dự thi môn chuyên với hình thức tự luận.